Lần đầu được mời lên sân khấu phát biểu, tay vừa cầm chiếc micro thì chân ông chú bắt đầu run bần bật, run mà quên luôn mình cần phải nói những gì. Được tin tưởng giao cho trách nhiệm phát biểu ý kiến trước quan viên hai họ trong tiệc cưới của con cháu, ông chú có màn phát biểu để đời, tay cầm micro mà chân thì cứ run bần bật. Ông chú run một hồi thì run từ đầu cho tới chân luôn, run tới mức miệng cứ lắp bắp không nói nên lời nào. Nhìn ông chú run mà tôi cứ tưởng ông chú đang đứng trên cái máy run giảm mỡ á, tần số run đều đều dễ sợ. Người ta đang run bần bật như thế mà các cô chú ở phía sau cứ cười quá trời cười. Không an ủi người ta thì thôi mà còn cười như vậy nữa. Ai cười thì cười nhưng ông chú của tôi cứ run đều đều như vậy đó. Coi thử cái công tắc ở đâu, mình tắt giúp chú được không ta? Chứ thấy chú run kiểu đó, lát chú mệt rồi sao ăn nổi. Các bạn thấy sao về tình huống trên của ông chú? Hãy để lại suy nghĩ của mình trong phần bình luận bên dưới nhé.